Giang sứ katana là gì? Giang sứ katana là một trong những dòng giang sứ quốc dân nhưng dễ bị làm giả và nhái nhất tại Việt Nam. Điều này khiến cho bác sĩ Cường thật sự rất là bức xúc và khó chịu, nên là bác sĩ Cường muốn làm video này để giúp mọi người hiểu rõ giang sứ katana là gì và làm như thế nào để lựa chọn giang sứ katana chính hãng và phù hợp. Mặc dù tôi biết khi nói ra những điều này thì có thể một số nha khoa và một số đồng nghiệp có thể không thích, nhưng mà tôi vẫn phải nói vì tôi mong muốn những điều tốt nhất đến dành cho khách hàng. Trước khi bước vào nội dung chính, cho những bạn chưa biết đến bác sĩ Cường, tôi là thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Cường, tốt nghiệp bác sĩ và thạc sĩ tại Đại học Y Hà Nội, đã từng công tác tại Bệnh viện Việt Nam Cuba, đầu ngành về răng hàm mặt với hơn 10 năm kinh nghiệm. Tôi cũng tốt nghiệp bác sĩ nội trú tại Đại học Yonsei, một trong 3 trường đại học hàng đầu của Hàn Quốc về y tế. Và các bạn nhớ đăng ký kênh để chúng ta gặp lại nhau nhiều hơn mỗi ngày và ấn nút quả chuông để mỗi khi bác sĩ Cường ra video thì bạn sẽ là người nhận được đầu tiên nhé. Trước đây 10 năm khi chưa có nhiều sự lựa chọn về các dòng răng sứ cao cấp thì răng sứ kim loại là một trong những ưu tiên phổ biến. Trên tay bác sĩ Cường là một chiếc răng sứ kim loại và ở trong nó chính là lớp kim loại và ở ngoài là một lớp phủ sứ. Và các bạn có thể nhìn thấy chiếc răng sứ này đã bị vỡ, và đây cũng là một trong những nhược điểm của răng sứ kim loại vì nó có lớp sứ phủ ở phía ngoài, nó nên là khá là giòn và dễ vỡ. Chính vì vậy sau này khi công nghệ phát triển hơn thì các dòng răng toàn sứ được ưu tiên. Toàn sứ là như thế nào? Có nghĩa là chiếc răng đó được phủ hoàn toàn bởi một lớp sứ. Như các bạn có thể nhìn thấy trên tay bác sĩ Cường là một chiếc răng toàn sứ này, ở trong và ở ngoài của nó đều được phủ sứ. Và điều này sẽ làm cho chiếc răng này có độ cứng chắc, độ bền tốt hơn và tránh hiện tượng là giòn và dễ vỡ trong quá trình ăn nhai và sử dụng nhé. Và răng sứ katana thuộc dòng răng toàn sứ đầu tiên có nguồn gốc đến từ Nhật Bản. Răng được chế tác từ phôi sứ ở nguyên khối zirconia và không pha lẫn tạp chất nên có độ bền khá cao và lành tính với cơ thể. Ngoài ra được chế tác từ công nghệ của Nhật nên là katana có màu khá tự nhiên và đa dạng, thích ứng với nhu cầu của khách hàng. Vì vậy là katana là một dòng răng sứ được khá nhiều người lựa chọn về để phục hồi và có tính thẩm mỹ cao. Tuy nhiên, chính vì sự phổ biến đó khiến cho răng sứ này dễ bị nhái, bị làm giả nhiều và thường có xuất xứ từ Trung Quốc, gây ra viêm lợi, giòn và dễ vỡ. Vậy răng sứ katana chính hãng thì có những ưu điểm gì mà khiến cho mọi người ưa chuộng đến vậy? Hiện nay thì răng sứ katana có một loại duy nhất là răng sứ katana của Nhật, nhưng nó có đến 16 màu theo bảng màu của răng, và từ đó bác sĩ sẽ dễ dàng lựa chọn màu sao cho phù hợp và tự nhiên nhất cho bạn. Và liệu răng sứ katana thì có tốt không? Để giải đáp cho thắc mắc, chúng ta cần hiểu những ưu nhược điểm của dòng răng sứ này nhé. Ưu điểm thứ nhất là răng sứ katana là một dòng răng sứ có chi phí tương đối là thấp. Một trong những lợi thế của nó chính là giá cả cạnh tranh so với các dòng răng toàn sứ cao cấp khác. Giá trung bình là từ 3 đến 4 triệu trên một răng. Và thứ hai là nó có tính thẩm mỹ cao. Bọc răng sứ katana được chỉ định trong nhiều trường hợp răng thật bị nhiễm màu tetracycline, bởi dòng răng sứ này có bảng màu khá là đa dạng, nên là chúng ta sẽ có thể lựa chọn nó gần tương đồng với răng thật. Thứ ba là răng sứ katana có thể giúp bạn ăn uống thoải mái gần như là răng thật sau một thời gian dài sử dụng. Vì thuộc dòng răng toàn sứ nên katana cũng sẽ không có hiện tượng đen viền níu như sử dụng một số dòng răng sứ kim loại khác, và đảm bảo tính thẩm mỹ tối ưu hơn cho răng và cho khuôn mặt. Về độ bền chắc, ăn nhai tốt thì răng sứ katana được chế tác ở nhiệt độ cao trong nhiều giờ nên có độ bền cao gấp 3 lần so với răng thật và đảm bảo cứng chắc trong quá trình ăn nhai. Khách hàng có thể thoải mái dùng những món ăn mà mình thích mà không cần phải lo lắng là răng bị vỡ, bị mẻ. Về tuổi thọ thì răng sứ katana có tuổi thọ từ 7 đến 10 năm và thường là gấp 2 đến 3 lần so với răng sứ có nguồn gốc kim loại. Nếu mà chúng ta biết chăm sóc răng sứ đúng cách và chế độ ăn hợp lý thì có thể kéo dài lâu hơn. Tuy nhiên là răng sứ katana này cũng có những nhược điểm. Và trong hơn 10 năm gắn bó với các dòng răng sứ thẩm mỹ thì bác sĩ Cường đã phát hiện ra rằng là răng sứ katana vẫn tồn tại những cái hạn chế so với những răng toàn sứ cao cấp khác, như là khả năng chịu lực kém, giòn và dễ vỡ hơn so với những dòng răng sứ cao cấp. Dù là răng toàn sứ nhưng nếu được so sánh với những thương hiệu như là Seikon HT hay là Lava thì răng sứ katana có độ bền kém hơn. Vì vậy loại răng sứ thường được bác sĩ tư vấn dùng cho các vùng chịu lực ít khi ăn nhai, như là răng cửa hoặc là răng cối nhỏ, và ít khi được sử dụng để phục hình răng sứ trên implant. Nhược điểm thứ hai là mặc dù răng sứ katana có mang lại tính thẩm mỹ nhưng so với những dòng răng sứ cao cấp khác như là Seikon HT hoặc Nacera thì màu răng sứ katana vẫn không thể có cái độ thẩm mỹ, bằng nhìn vẫn chưa thật sự là tinh tế. Vậy sau những thông tin trên thì bạn có nên làm răng sứ katana hay không? Nếu mà bạn đang mong muốn lựa chọn dòng răng sứ hoàn hảo về cả chức năng ăn nhai lẫn tính thẩm mỹ thì có thể tìm hiểu về các dòng răng sứ cao cấp hơn. Nhưng nếu các bạn chỉ cần một dòng răng sứ cải thiện các khuyết điểm của răng và tối ưu chi phí thì katana sẽ là một lựa chọn đúng đắn. Một lời khuyên của bác sĩ Cường dành cho các bạn đó chính là hãy đến những cơ sở nha khoa uy tín để tránh hiện tượng là làm giả răng sứ katana này. Và trước khi bọc răng sứ thì hãy yêu cầu nha khoa cung cấp như thẻ bảo hành hoặc là nguồn gốc của phôi răng sứ chính hãng nhé. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về các dòng răng sứ thì hãy nhắn tin ngay cho bác sĩ Cường, và bác sĩ Cường sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Và bác sĩ Cường xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.